thì bạn biết không, khi du học Mỹ tại các trường đại học thì thường có những chương trình học cho học sinh học nửa học kỳ, hoặc là nửa học kỳ còn lại sẽ làm việc trong những chương trình của nhà trường. Thì như vậy học sinh vừa có kinh nghiệm vừa có thêm kiến thức. Nếu học sinh giỏi và đủ tự tin, có thể nói chuyện trực tiếp với giáo viên để xin làm trợ giảng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du học và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ, Tân Đại Dương hàng đầu tại Việt Nam xin chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm đậu visa dễ dàng. Bạn hãy vào website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn để đọc chia sẻ thành công của hàng trăm học sinh sinh viên đã đậu visa. Thì có rất là nhiều câu hỏi, thì có cái câu hỏi của bạn Minh Hằng ở Bến Tre là gửi đến Tân Đại Dương là nhờ tìm những cái trường nào mà tốt và hàng đầu để mà học sinh có thể là học ngành nông nghiệp. Thì Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn trường Morehead State University. Thì các cái chuyên ngành đào tạo về nông nghiệp tại đại học là Morehead State thì 5 năm liền là được bình chọn là một trong các trường đại học hàng đầu khu vực phía Nam Hoa Kỳ. Thì trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Morehead, phía đông bang Kentucky. Thì nơi đây được xem là một trong những thành phố an toàn của nước Mỹ. Thì từ đây mất 1 giờ ngồi xe đến Lexington, Kentucky, 2 giờ tới Cincinnati hoặc là Ohio và 3,5 giờ để tới Indianapolis. Thì trường có 9.066 sinh viên, theo đang học tại 78 chương trình đại học và 51 chương trình sau đại học. Thì sinh viên được học tập và sinh hoạt trong khuôn viên rộng 200 hectare với với hơn 50 công trình kiến trúc chính thức, bao gồm như là khu học xá, trung tâm giải trí, khu cán bộ và khu ký túc xá. Thì năm 2009 thì trường khởi công xây dựng công trình trung tâm giải trí cho sinh viên với chi phí là 30 triệu USD. Thì trường có những chính sách học phí và học bổng dành cho học sinh. Đó là đối với chương trình đại học thì học phí đại trường học bổng là 4.428 đô la Mỹ, tự túc là 7.380 đô la Mỹ. Thì về công học thì học phí đại trường là học bổng là 4.977 đô la Mỹ và tự túc là khoảng 7.902 đô la Mỹ. Thì trường Morehead State University là cấp học bổng là 2.952 cho mỗi học kỳ 4 tháng. Thì điều kiện để mà tham gia được cái chương trình này thì các bạn sẽ tốt nghiệp đại học trên 6,5, GPA là 2.5, phòng thì học phí là 4.977 một kỳ đối với chương trình thạc sĩ. Thì cái phòng ký túc xá sẽ là 1.963 một kỳ và ăn uống là 1.263 một kỳ. Thì bên cạnh đó, với cái kết quả học tập tốt thì trong thời gian du học, sinh viên có thể là làm việc bán thời gian ngay tại trường đại học của mình với mức lương là khoảng hơn 10 triệu đồng một tháng. Thì về các bước chuẩn bị bộ hồ sơ du học Mỹ đầy đủ như thế nào thì hãy gọi ngay đến với các cái chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương, đó là 3848 4879 để được hỗ trợ miễn phí về du học Mỹ.